ok, rõ ràng ký thế này nó lên nó bắt vào này. Bài này đúng bài thì nó đọc trước rồi. Vẫn lên. Hay quá. Biết được bản sau. Rồi rất bình tĩnh. Vẫn lên. Hay quá nhở. Rồi. Bên kia hất nhiều quá. Bên kia chuyển sang thủ rồi. Bên kia nó thủ nhẹ nhàng nhờ. Thủ tay rất tốt. Đập lại. Rồi, hay rồi. Vẫn còn, hay quá nhờ. Rồi, uầy, cổ tay kìa. Bắt đầu hay rồi, cầu lửng rất tốt. Đây là một đường cầu rất hay. Cắt highlight luôn anh em ơi. Bên kia nó thủ rất nhẹ nhàng, cô không quay lưới. Điểm số không đều. Một pha bắt cầu. Một anh vừa được đánh giải. Ai chia sẻ cũng đều hiện tên là người chia sẻ hết. Đập cầu. Ua, hay chạm rồi, điểm số 3-1 cho Bắc Ninh. Rồi, 2-3. Trên sân Đức Phương Quyền Quỳnh Phụ về sân số 1 thi đấu. Quyền Đức Hồng Nam này. Vẫn lên, hay quá nhờ. Bắt đầu hay rồi đấy. Tuấn Huy giao cầu. Cơ hội tấn công. Trên sân số 1, Đức Nam sở lấy Dương Quốc Phương Việt Quỳnh Phụ về sân số 1. Rồi, tại giải đấu cúp truyền hình hôm nay có những đơn vị họ còn mời được cả cặp đôi số 1 Việt Nam, cặp đôi Tuấn Đức Hồng Nam gì đây. Áo ơi rồi. Chết hai cái ông bà này đi. Cô Việt kia đây. Mẹ ông chẳng có mình. Gần màn hình cặp đôi Công Hải và Tuấn Anh. Vẫn thủ được, hôm qua rồi. Phong giúp anh chia sẻ nhá. Chúng ta tập trung vào trận đấu nào. Cầu qua lưới. Chiều câu lạc bộ Đức Long nhiều hay quá nhỉ, nhiều trận hay thế nhỉ. Thú Triệu kìa. Không những trận này hay mà trận khác cũng hay. Câu lạc bộ Đức Long hiếu nhân tại phát thanh truyền hình về sân số 1 thi đấu. Ok, rõ ràng ký thế này nó lên nó bắt vào này. Vẫn lên, hay quá. Rồi rất bình tĩnh. Vẫn lên, hay quá nhở. Rồi. Ban tổ chức đón nhận hai đôi Tú Triệu câu lạc bộ Đức Long về sân số 1. Vào bình luận. Ban tổ chức thông báo các trận tứ kết của đôi nam trên một bốt. Tứ kết số 1 với được cầu hay quá nhở. Rồi. Vừa bờ lóc thanh niên Nguyễn Thành. Một thanh niên ảo tưởng sức mạnh. Trên cầu tốt, Triệu và Tú cũng đã vào sân rồi. Cặp với hình không biết ai. Béo béo, tay vừa béo béo với Quốc Việt và Hà Thái Bình. Nhưng trận đấy không hay. Nhìn đã thấy không hay. Tú Hải Tuấn Anh. Tú Huy dạo này đánh cảm giác không ngon mấy nữa. Rồi, về cầu khá đơn giản của người được chuyên đời. Ngoài sân, hôm nay nhìn từ xa sao giống thế. Chờ chờ em nhìn lại phát nhá. Em nhìn đi nhìn lại. Bên kia hất nhiều quá. Bên kia chuyển sang thủ rồi. Bên kia nó thủ nhẹ nhàng nhờ. Thủ tay rất tốt. Đập lại. Rồi, hay rồi. Vẫn còn, hay quá nhờ. Rồi, uầy, cổ tay kìa. Bắt đầu hay rồi, cầu lửng rất tốt. Đây là một đường cầu rất hay. Cắt highlight luôn anh em ơi. Bên kia nó thủ rất nhẹ nhàng, cô không qua lưới.
tấn công. Non rồi, vẫn lên ngoài sân. Cầu tốt, 15-19 chiều nhá, không đánh buổi chiều nhá mọi người. Ngoài sân 20-15 vẫn còn 16-20, đang áp đảo đối thủ của mình. Tú với Triệu chẳng mạnh thì sao. Thi bán kết và chung kết nha. Ok, set đấu thứ hai, trận đấu giữa Công Hải, Tuấn Anh của Bắc Ninh, cặp đôi phía xa màn hình và phía gần màn hình của chúng ta là cặp đôi Tú Huy của Sibu Trà Hà Nội. Điểm đang là 8-7 nghiêng về cặp đôi của Sibu Trà Hà Nội. Đây là set đấu thứ hai. Vẫn lên, hay rồi. Hay quá nhờ. Bắt đầu hay hơn rồi đấy. Các vận động viên vào tay rồi, xem rất sướng. Vẫn lên. Vẫn lên bình thường. Anh chia sẻ Việt Dũng nhá. Rất đơn giản. Phản công ngoài sân. Trên cầu ngoài sân, ngoài cái cặp đôi số 1 Việt Nam còn đánh nữa là còn tốt Việt Nam đánh ấy. Ok, Hồng Nam tiếp tục xuống sân chỉ đạo cặp đôi Tú Huy trên cương vị là đàn anh đi trước. Hai em Tú Huy cắt tóc giống nhau thật. Bảo muốn đập mạnh không đập. Hào quá. Hiện nay trên sân số 1 ép cầu tốt như hai đều. Ép cầu tốt. Cầu lỗi mới được. Vẫn lên được. Bắt được rồi. Đây vòng tứ kết anh ơi. Trận thi đấu trên sân số 3 tứ kết 1 của đội Nam vẫn thủ bình thường. Hôm nay đánh nhiều quả lỗi quá. Bên kia nó tội nó dứt điểm hết. Đọc cầu tốt cho Tuấn Anh. Cặp đôi Công Hải và Tuấn Anh cũng từ Đại học Thể dục Thể thao Thường Xuyên Bắc Ninh về. Hay rồi. Các vận động viên cổ tay rất khỏe, họ chỉ cần bấm cái cuối sân luôn. Đập bình thường. Tí nữa để em hỏi ban tổ chức anh ạ. Đức không đánh anh ơi. Hưng Đức của nó vừa đánh giải báo xong, chắc là giải này tạm nghỉ. Thôi để anh tập trung làm việc. Giao lưu cái gì đây? Anh Công Hải đánh trên này hỏng nhiều quá. Đứt lưới, cầu trong hay ngoài? Ngoài sân. Nói chung bây giờ Jonex dòng át chốc đánh sướng nhất. Thủ cầu rất bền từ Tuấn Anh. Một tiếng rồi, 19 đều rồi. Khả năng điểm báo thật anh em ạ. Đức lướt ở những điểm số cuối cùng kéo thua lên thứ hai. Dòng gió này hay không? Có thể vượt qua không? Bình tĩnh nào, đúng không? Chặn lưới rất hay từ Lê Văn Tú. Cầu sang sân.
cặp đôi trẻ xếp 3 đi. Hai xếp này Hùng thấy vẫn nhiều điểm số nó không hay lắm. Không qua lưới. 21-19 và chiến thắng vừa đủ cho cặp đôi Tú Huy. Trận đấu thứ hai, vậy là chúng ta sẽ được xem trận đấu thứ ba. Huy giao cầu không đều. Ok, trọng tài xác định đó là một pha cầu tới vạch. Trận là Tú chỉ một đều. Hai cầu lỗi rồi. Hùng rất thích quả thủ của Lê Văn Tú lắm thì mọi người thông cảm, còn nếu mà xem nét thì tốt rồi, còn vẫn thủ được. Tú đánh hai lần vẫn lên với cổ tay kìa, máy rồi, máy tấn công rồi, cầu lỏng rất tấn công, đó là sở trường của Lê Văn Tú. Vẫn lên được, hay quá nhỉ. Không lên được rồi. Nói chung là đôi kia không ăn được. Em thủ tay rất hay. Một số triệu 18-12 cho Tú Triệu xếp 2. Một pha bấm cầu rất hay được Trường Huy và Ngọc Bích của Hải Phòng. Thế Phương gặp Tuấn Đức Hồng Nam. Hai đứt lưới, Trường Huy đứt lưới hai pha rồi. Biết chưa dám bỏ. Trước ba căng thẳng quá nhờ. Đánh vào Công Hải thôi, đánh vào anh Tuấn Anh là không ăn thua. Ok, sorry anh em, điện thoại của Hùng đấy. Vì khán giả vừa chạm vào nên là không phải di chuyển. Chương trình số 1, trận thi đấu tiếp theo, Pháp Thắng Hát Thái, Hương Hà, Long An tỉnh. Sân 1, trận tứ kết, Pháp Thắng Hát Thái và Hương Hà, Long An tỉnh, Long An trên 41. Cao luôn. Ngô Văn Tú, Lê Văn Tú. Bên này nó bon rồi. Vẫn còn. Người nó chắc chịu lắm. Cầu hay từ Công Hải. Quá anh về em phải trình bày này. Anh nhớ thì đéo là được. Bỏ cầu chính xác, cầu ngoài sân 12-6. Bắt hay thế nhở. Và bắt bài rất hay và chủ động. Hay quá. Lê Văn Tú hôm nay đánh cực hay luôn. Đấy, chỉ cần chặn lỏng hết rồi bên kia với cầu mệt. Tay quá khỏe. Rồi. Đập cầu tốt 10-16. Vẫn tạt ngang được, quá tốt. Rồi chạm thế rồi. Đập. Headshot. Vẫn còn, rồi. Một đường cầu rất hay. Bắt lưới hay quá nhờ. Em tay Tuấn Anh hay thật. Vậy Công Hải không? Nó có chỉ như thế không? 19-13. 14-19. Rồi 20-14, điểm số cuối cùng của trận đấu thứ 3.
Hai tình huống liên tục vào lưới cặp đôi quê Công Hải Tuấn Anh. Chiến thắng set đấu thứ 3, 21-14, một chiến thắng khá xuất sắc và thuyết phục của cặp đôi trẻ